valor. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với video của mình và mình là Sa Tỷ. Hôm nay mình chơi quiz nha mọi người. Trời, chị Vân ăn mất con đấy. Ê, sao mình chạy kiểu kỳ vậy? Tự nhiên hồi nãy mình không ngờ lại giật lùi là sao mọi người? Không hiểu luôn. Chạy nhanh đấy, chạy nhanh đấy, mất công Slim lấy mất chủ của mình nữa. Rồi sáu thứ ăn chim. Ăn chim nè. Ôi nãy giờ mình có ăn chó miết rồi. Nhưng mà mình không giả đâu, phải để dành. Lỡ may mà khi mà điều thiền nóng băng chẳng hạn là xong tim mình dồn vô giết mình đấy, đấy kiểu vậy. Lấy trụ cho nhanh nè. Muốn ép cái chỗ đi sớm để đi đảo đường mọi người ơi. Trời, Nata giết được chiến được anh này. Ta ra rồi mà tự nhiên mình dùng cái chiêu cuối chi phí chiêu cuối quá. Tranh thủ Slim đang lên bảng mình đẩy cái chỗ đây. Chiêu thiền ơi, chạy không được đâu. Mình tưởng đi thiền trong bụi. Mình để đây đằng sau mình remix cho mọi người. Như tên bạn tập trung hết lên trên rồi. Chuẩn bị ra tên bạn chuẩn bị tới đây. Trời ơi. Trời ơi, mình có thanh tẩy mọi người thấy chưa? Mọi người thấy lợi ích của việc có thanh tẩy chưa? Trời ơi, mẹ mình có cháy nước. Trời ơi. Trời, bởi vì sao? Bởi vì mới dùng cái thanh tẩy, bởi vì mình dính cái đóng băng của điêu thuyền rồi, thế là mình không có chạy được luôn. Trời ơi. Từ từ nó chạy nhanh lên. Mẹ mình có chuyển sinh nên là mình sớm hơn mình tí. Trời ơi, xém chút nữa là dính nó băng rồi. Kiếm cái đây Grab coi. Trời ơi, biết mạng thôi chứ chơi gì nữa. Nghéo. Trời, cái đó mà có bút tờ là bút tờ viết mới ngon.
Ôi rồi ôi, dính choáng rồi. Ai dám ra dọn lính coi, ai dám ra dọn lính không? Trời, mình đứng mình bắn gì mà ai dám ra? Từ đây Crack ơi, dọn hết rừng của Triệu Băng nè. Quýt cũng là cần phải có đồ quýt mới lớn được, nhưng mà mình phải đi nhiều nhiều. Ôi mà có con Tama nè. Ôi còn một chút xíu nữa, mình đi dần qua nha mọi người. Triệu Văn chắc đang trong bộ xanh đó, thì mình biết ngay mà. Để mình vô trong đó, chịu sao bộ xanh chưa có ra. Mình qua đây, mình qua đến nơi, tên bạn cũng về hết trơn rồi. Quét sạch. Hay quá Nata ơi. Chè cũng chắc phết. Cái chữ này đâu ra vậy? Ủa, chắc thì bạn đã hoàn rồi. Cảm ơn người đã xem video nha.